Rồi, hôm nay mình chào tất cả các anh em ha. Hôm nay gặp lại các bạn, mình sẽ chia sẻ cái sơ đồ cái mặt đề của chiếc S150. Thì cái mặt đề của chiếc S thì nó cũng giống với một số xe số thôi, số dòng xe số, nhưng mà nó chỉ khác cái là nó thông qua cái con diode, thông qua cái con tai các bạn. Khi mà mình bỏ số 1 thì số 2, số 3, số 4, số 5 thì nó chúng ta phải bóp bóp cồn mới mới đề được. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái mạch này. Thì nó cũng hơi phức tạp hơn so với một số dòng xe khác. Lý do là thông qua cái con tai á. Thì đây là cái toàn bộ cái sơ đồ mà đã mới vừa vẽ xong và còn nóng hổi. À, mình vẽ vừa xong là chia sẻ luôn cho anh em xem luôn á. À, thì đây là cái gì mình cũng không nói thì các anh em cũng biết rồi. À, đây là cái đồng hồ và đây là cái cụm cụm công tắc báo số. Thì cái này nằm ở dưới cái nghe con heo số ha, ngay chỗ cái nắp đuôi cá. Ở đây là con rờ le đề. À, rồi lại đề thì nó nằm ngay dưới cái yên xe mình nghe, nhưng mà gần mình nó quy thôi. Đây là cái motor đề. Và đây là con diode ha. Thì trong cái bộ phận đề của chiếc S150 thì cái chính là mình đề cập tới cái con diode này đây. Ha. Cái chính là mình đề cập tới con diode này, nó quan trọng hơn. Chứ còn ngoài ra thì những cái linh tinh này thì nó cũng giống như mấy dòng xe khác. Và đây là mình vẽ cái nút đề ha, để mình chỉ với mấy cái này cho anh em tham khảo. Và đây là cái tay côn đó, mình vẽ rất rõ ràng nha. Này anh em nào mà nhiều khi không phải thợ sửa xe, không học nghề, nhìn vô cũng biết liền đây là tay côn rồi, mình vẽ quá kỹ mà. Đây là ổ khóa ha, mát. Và riêng cái thằng xe này thì nó có riêng một cầu chì chính và cầu chì phụ nha. À, cầu chì chính thì nó phải qua cái dây đỏ cấp cho ổ khóa, và dây ra ổ khóa thì nó cũng có dây màu nâu và nó có kèm theo cầu chì phụ nữa. Nói trên cái cầu chì phụ. Thì đây bây giờ mình sẽ nói sơ qua cái mặt đề của nó. Thì đây là cái con rờ le đề. À, đây con rờ le đề được quý vị không? Nó có một cái dây màu đỏ. À, từ đây nó vô con cốc đề, dây đỏ lớn á. Xong là nó sẽ nối cái cốc đề, nó nhảy lên sẽ nối hai cái dây lại đưa vô motor đề, thì lúc đó motor máy mới chạy được. Nhưng mà nó muốn cái con rờ le này mà nó nhảy để cho nó nối hai cái dây này lại với nhau á, nối hai dây lại với nhau thì đòi hỏi là phải có một dây nguồn, một dây mát cấp cho cái cọng dây này, đúng không? Nó sinh ra từ trường nó mới nhảy được cái này. Thì đầu tiên là nó có một cái dây nguồn từ bình ắc quy vô cầu chì chính, sau đó nó sẽ cho dây màu đỏ tiếp và nó sẽ nhảy dịu ổ khóa. Và khi chúng ta bật ổ khóa lên, bật ổ khóa thì hai dây nối lại và nó cho ra là dây màu nâu. Màu nâu thì nó có ký hiệu là chữ BR. Các bạn xem tài liệu, bên tài liệu bên hãng hô bên hãng xe rồi đó, trong hãng của chính hãng thì nó có để, nó không ghi chữ nâu đâu, nó chỉ ghi chữ BR cho mình đọc thôi. Và màu đỏ thì nó ghi chữ R. Thì tiếp tục cái dây dây nâu này nó chạy vô cái cầu chì phụ. Thì cầu chì phụ nó mới cho ra cái dây màu nâu tiếp. Thì tới đây nè. Tới đây là cái dây nâu này là nó chia ra nhiều nơi ha. Nó chia đi rất chi là nhiều nơi. Nhưng mà đây là mình nói tới cái đồng hồ và cái cốc đề cho nên mình mới vô đây thôi. Nhưng mà tới đây là nó tẻ ra nhiều nhánh. Nó cấp cho xi nhan, cấp còi, cấp stop gì đó quá trời nhiều lắm các bạn ha, là nó sẽ đi qua qua cầu chì phụ rồi mới đi cấp. Rồi bây giờ là nó cấp cho nút đề ha. Như vậy là khi chúng ta bật khóa lên nó thì nó sẽ cấp nguồn vô cái con RLD này. Như vậy bây giờ là con lừa đe có cái con rờ le này nó muốn nhảy được
thì nó phải cần có một cái dây mát. Đây, dây mát đây. Đó cái dây mát. Mình thấy không? Dây mát. Đó, dây mát đây nè. Bây giờ cái dây mát đâu mà nó sẽ vô được. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn thấy nha. Ở dây nguồn có rồi, bây giờ còn thiếu dây mát thôi. Đây, đây là cái dây mát mình thấy nè, chỉ các bạn thấy nè. Khi cái xe của bạn là ở chế độ số 0 đúng không? Đây. Chế độ đàn mo. Chế độ đàn mo thì chúng ta không cần bóp cái con tai này. Chúng ta không cần bóp cái con tai này để nghe. Thì tại sao vậy? Vì là cái ngay ở cái vị trí số 0 này, khi mà cái dây cái chốt này á, cái chốt này nó quay con heo số, nó quay đúng cái chữ N này nè, là số 0 này. Sẽ nối mát vô đây. Đây là cái mát nghe. Các bạn thấy chưa? Đây là mát sườn nè. Mát sườn nó vô ngay cái chốt này. Một cái chốt này nó quay đúng cái chữ N này. Thì cái dây chữ N này là chính là cái dây đèn số 0. Làm một cái đèn mình sáng lên. Đấy, nó cắt mát. Rồi về trong này có nguồn rồi, nguồn cái nè. Nguồn nó vô các bạn nè. Nguồn đây, nguồn dây nâu vô rồi. Đó, cái dây nguồn nó là sẽ vô ngay chỗ cái dây này. Đúng không? Nguồn nó vô đây, nó cấp cho cái đèn này, nhưng mà chưa có mát. Bây giờ nó cái đèn này muốn sáng thì bắt buộc nó phải nối mát từ đây qua đây. Như vậy là đang ở vị trí số 0. Chúng ta đá cái cần số mà nó chạy về số 0 thì nó mới nối mát vô được vô. Đúng không? Đó, nó mới nối mát vô đây. Thì khi nó mát vô thì làm cho cái đèn này sáng lên. Thì lúc này nó có một cái dây mát nối trực tiếp. Đó. Kế vô đây. Kế vô con diode này. Bạn thấy không? Đó. Nó kế vô con diode này nè. Thì lúc này á nó mới chạy qua đây. Bạn thấy không? Đây nghe. Con diode này chạy vô đây đó, dây mát đó nghe, dây mát nó chạy ngang qua đây nè, chạy vô đây. Khi mà cái dây màu xanh da trời này nó chạy vô con diode và nó sẽ chạy ra cái dây mát tiếp tục thì nó lại đỏ sọc đen. Và tại sao có con diode này thì lát mình sẽ giải thích, mình sẽ giải thích các bạn sao. Đó, bây giờ mình nói lại nè, khi ở chế độ số 0 thì cái mắt sườn này nối vô cái chữ N này. Cái chốt này là chữ N chính là số 0 á. Khi mà con heo số nó quay tới đây là nó sẽ gặp và nối mắt vô đây. Đèn mo sáng. Và chạy vô cái con diode. Và khi nó chạy ra lại thì nó thành là cái dây là đỏ sọc đen. Đúng không? Đỏ sọc đen thì nó vô ngay chỗ cái đầu nối á. Nói chung là nó chạy thẳng vô nút đề, nhưng mà khi mà cái dắt cắm của cái nút đề mình nó có một cái dây ra cái dắt cắm á, thì cái dắt cắm này nó sẽ biến đổi ra thành dây đen. Tới đây dắt cắm thì nó gặp cái dắt cắm, nó cho dây màu đen, chứ nó không có dây đỏ thuộc đen nó chạy thẳng vô nghe. Bọn anh nhớ vậy. Ở nhiều khi anh em bươi cái công tắc này ra sửa. Tại sao thấy dây đen mà đây là dây đen sụp đỏ? Thắc mắc. Nhớ mình là nó tới đây là nó có cái dắt cắm vô này. Nó nấu lại cho ra dây màu đen. Thì lúc này mình nhấn cái nút đề này xuống, nhấn xuống thì nó sẽ cắt mát vô cái con relay. Thì lúc này nó nấu hai cái dây lại, nấu hai dây lớn lại, thì lúc đó cái motor đề nó quay đó. Rồi thấy chưa, như vậy là mình không cần bóp côn, đang ở chế độ số 0 là mình không có cần bóp côn ha. Còn bây giờ mình nói tiếp tục là tại sao vậy, mình bóp khung mình mới đề được. Vì như thế này nè. Khi chúng ta đá cái bố số này, giả sử nó qua số 1 đi. Đó. Cái kim này qua số 1, như vậy lúc này nó không còn tiếp mát vô cái dây nữa. Đèn mo không sáng nữa. Mà thấy không? Như vậy là dây này không có mát hoàn toàn. Ha. Đó, cái chốt này mà nếu giả sử nó kéo qua số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 thì cái dây này không có mát.
cái dây không có mắt thì cái đèn mo này không bao giờ nó sáng được. Đó, cái dây đèn mo không bao giờ sáng. Như vậy là bây giờ cái dây này hiện tại không có mắt rồi. Thì làm sao để nó sẽ lấy dây mắt từ đâu mà nó đề? Ha, thì mình chỉ cho bạn thấy. Đây. Dây mắt này. Vô cái côn tay, khi các bạn bóp cái côn tay này vào thì nó sẽ nối dây này qua đây. Dây mát nghe, nối qua đây, bóp cái côn tay là nối mát. Thì cái dây mát này nó cắp vô ngay chỗ cái chân với con diode này, ngay vị trí này. Thì từ đây, tại vì cái vị trí này là hai cái vị trí này dính chung là một vị trí này. Hai cái dây này đấu chung lại với nhau. Đó. Nó đấu ngay đây. Hai cái dây này dính chung. Đó, hai cái dây này dính lại với nhau. Thì nó sẽ chuyển mát từ đây qua đây. Đó, ha, dây màu đen này. Bóp côn vô nó chạy qua đây. Tại vì khi các bạn tháo con diode ra thì các bạn thấy chỗ này nó có hai cái dây dính chung lại. Vị trí này có hai dây và cái đầu này một dây. Nha. Thì nó sẽ chạy qua đây, tại vì là mát nó không qua lúc này dây này không có mát. Bắt buộc phải thì dây mát bóp côn vô đây rồi nó chạy qua đây. Đó, chạy qua đây. Rồi nó vô nút đề. Như vậy là nó đã cắp mắt cho cái nút đề. Thấy không? Nó cắp mắt cho nút đề rồi đó. Thì lúc đó mình nhắn đi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ giải thích tiếp tại sao nó có con diode này. Mục đích của cái con diode này á là nó ngăn không cho cái dòng điện nó chạy ngược qua đây. Giả sử như cái dây này lúc nãy hồi nãy là mình nói là nó đang ở số 1 đi, nó không có mát đi. Mà mình bóp côn xuống, khi bóp côn xuống nó cắp mát vô đây. Thì nếu mà không có con diode này thì nó cái dây mát nó sẽ chạy ngược ra đây. Nó làm cho đèn mo mình sáng luôn. Rồi và tại ha. Tại vì xe đang số 1 mà các bạn bóp côn một cái là đèn mo cũng sáng luôn là không có được. Cho nên bắt buộc nó ngăn mát lại, nó không cho cái dây mát này chạy ngược ra đây. Nó chỉ cho dòng điện chạy vô thôi. Đó, dây mát chạy vô đây được nhưng mà cũng nó không cho chạy ngược ra. Nó ngăn lại. Rồi vậy khi các bạn bóp côn nếu mà nó cái con này giả sử con này nó hư đi nó thủng đi nó thủng nó chạy qua chạy về luôn thì mỗi lần các bạn bóp côn là đèn mo sáng bóp côn là đèn mo sáng là không có được đó là lý do người ta lắp con diode này vô đây nha các bạn nhớ với mình là dây mát nó chỉ chạy qua đây thì được để cắp đề nhưng mà nó không có chạy ngược được qua là nó ngược trở ra lại nếu mà chạy ngược ra thì mỗi lần cứ bóp côn là đèn mo sáng bóp côn là đèn mo sáng là không có được đúng không đó chính vì vậy mà người ta đáp con diode. Đó là toàn bộ cái sơ đồ mạch đề của chiếc Exynos 150 để anh em xem để tham khảo. Còn anh em xem nếu mà có gì thắc mắc thì hãy comment dưới cho mình để mình biết. Nó chỉ phức tạp là phức tạp cái chỗ cái côn tay với lại cái con diode này thôi. Ha, ngoài ra thì nó cũng giống nhau hoàn toàn như mấy cái mạch đề khác thôi, không có gì hết. Còn đây là năm cái dây này, năm cái dây của báo số ha. Thì dây số 1, các bạn thấy dây số 1 là dây màu trắng, dây số 2 dây màu hồng, dây số 3 là dây vàng sọc trắng. Vàng sọc trắng là ký hiệu chữ Y sọc cái là V kép ha. Chữ V kép chính là V đúc á. Chính là cái màu trắng ký hiệu màu trắng đó là xanh xanh dương sọc sọc trắng và đỏ sọc trắng này thì anh em nếu mà sau này mà sửa xe mà thấy mà nếu mà xe mình mà bóp côn vô còn số ha giả sử xe mình mà còn số nhưng mà chúng ta bóp côn mà đề không được thì chắc chắn là cái dây mát này nó không có vô đây này các bạn này cái dây mát mà cắp vô côn tay này không có hoặc cái dây mát ra đứt đứt cái dây này ha. Thì các bạn chỉ cần nối cái dây này vô đây là đầy được thôi thì con diode này thì nó cũng hiếm khi nào hư lắm nó không bao giờ hư đa số là đứt cái dây này nè các bạn chỉ cần hai cái dây này hoặc lấy công tắc báo số này cái công tắc của côn tay này nó hư rồi thì các bạn tháo đầu đèn ra và nối hai cái dây lại với nhau và chúng ta đề ok không có gì hết. Và nếu mà còn cái con diode này nó hư thì chúng ta dễ biết lắm.
Nếu mà con diode hư thì thường thường mỗi lần chúng ta bóp côn là cái đèn mo nó cũng sáng luôn mà, tại vì nó thủng rồi, thủng thì chúng ta bóp côn là đèn sáng thôi. Mặc dù là xe của ta đang đang ở chế độ số 1 nhưng mà đèn bóp côn là đèn vẫn sáng, thì do cái con diode này nó thủng là chạy qua luôn. Và cái video của mình đến đây kết thúc ha. Các anh em xem ha, cảm thấy hữu ích thì hãy cho một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ ha. Rồi chào tất cả mọi người.